Hãng tin BBC gần đây liên tục đăng tải các cuộc phỏng vấn hé lộ những thông tin mà Bắc Kinh che đậy về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc tuyên bố đã chấm dứt hoàn toàn hoạt động thu hoạch nội tạng của tử tù từ tháng 1 năm 2015. Tuy nhiên, các nhà điều tra cho biết nguồn nội tạng chủ yếu tại Trung Quốc không phải đến từ tử tù hay những người hiến tạng tự nguyện, mà là từ các tù nhân lương tâm, tức những người bị bắt giữ không phải vì có hành vi bạo lực mà chỉ vì họ có niềm tin không được chính phủ ủng hộ. Nhóm nạn nhân lớn nhất chính là các học viên Pháp Luân Công, môn khí công thuộc trường phái Phật Gia bị đàn áp từ năm 1999 đến nay. Ngoài ra, cũng có các Phật tử Tây Tạng, người dân tộc Duy Ngô Nhĩ theo đạo hồi ở Tân Cương, các tín đồ cơ đốc giáo tại Gia. BBC phỏng vấn bà Ani Yang, một học viên người Hoa, tại địa điểm thỉnh nguyện 24 giờ mỗi ngày của các học viên Pháp Luân Công ở London, ngay đối diện Đại sứ quán Trung Quốc. Bà Yang cho biết, năm 2005, bà bị đưa đến một trại cải tạo ở Bắc Kinh chỉ vì tập pháp luân công. Tại đó, các học viên bị ngược đãi và tra tấn, nhưng đồng thời lại thường xuyên bị kiểm tra y tế bắt buộc. Trong một cuộc thảo luận khác tại trường quay, BBC đã phỏng vấn nhà báo điều tra Ethan Goodman, người được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2017 cho nỗ lực phơi bày hoạt động cấy ghép tạng phi pháp ở Trung Quốc, là tác giả cuốn sách điều tra Đại thảm sát The Slaughter Ông Goodman cho biết, sau khi Bắc Kinh đưa ra tuyên bố ngừng sử dụng tù nhân làm nguồn cung cấp nội tạng, ông tiến hành điều tra và phát hiện con số ca cấy ghép tạng mà Trung Quốc tiến hành hàng năm không phải hơn 10.000, mà phải từ 60.000 đến 100.000. Dù cho tính luôn cả con số nội tạng tự nguyện hiến mà họ bị ra cũng không đủ lắp vào số chênh lệch đó. Chỉ có khả năng là tộc người Duy Ngô Nhĩ, học viên Pháp Luân Công, người Tây Tạng, tính đồ cơ đốc giáo tại gia, BBC cũng phỏng vấn bác sĩ Enver Toti, người từng tham gia một ca thu hoạch cưỡng bức nội tạng ở Trung Quốc vào năm 1995. Ông không nhận ra mình đã phạm phải tội ác cho đến khi rời khỏi quê hương và xin tị nạn ở Anh Quốc. Khi đến đất nước này, lần đầu tiên tôi mới biết thế nào là văn minh và nhân quyền. Khi tôi biết tin Ethan Goodman công bố cuốn sách, tôi thấy mình đã đến lúc phải thú nhận và nói ra điều đó với thế giới. Hoak Jiang của BBC Tiếng Trung, chuyên làm phóng sự điều tra về nạn mổ cướp tạng tại Trung Quốc, cho rằng hiện nay ở Trung Quốc, có thể nói là đồng tiền là luật đầu tiên và cao nhất. Về cơ bản, tiền là luật số một, miễn là có lợi, có tiền, rất nhiều loại chuyện đều có thể xảy ra. Phóng viên Matthew Hill của BBC cho rằng, vì Trung Quốc vẫn chưa cho phép bác sĩ phẫu thuật quốc tế thẩm định bệnh viện tại địa phương, xem liệu có thật sự diễn ra hoạt động thu hoạch tạng cưỡng bức hay không, từ đây đến lúc hình thức vận hành hệ thống cây ghép Trung Quốc trở nên minh bạch, hoàn toàn có cơ sở để tin rằng nạn mổ cướp tạng vẫn đang tiếp tục diễn ra.